đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta của chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta phải chết cho quê hương. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2105 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Bị đàn áp dã man, giáo dân Nghệ An tạm ngưng cuộc xuống đường. Hung thủ ám sát ông Kim Jong Nam mang sổ thông hành Việt Nam. Tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương đã về nhà nhưng bị giám sát nghiêm ngặt. Việt Nam tăng cường an ninh để đón tiếp Nhật Hoàng ở Huế. Đô trưởng Jakarta vẫn được người dân Nam Dương tín nhiệm cao. Làn sóng tử vong vì cúm gia cầm tăng vọt ở Hoa Lục. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương một câu chuyện thời sự, Quang Nam có buổi tiếp xúc với anh Đoàn Huy Chương, người vừa được thả sau 7 năm trong lao tù Cộng sản mà Đài Đáp Lời Sông Núi đã nhiều lần vinh danh nhắc nhớ trước và sau mỗi buổi phát thanh. Giữa chương trình qua chương một người dân tự quyết, Lý Trần Công khẳng định xin trích: người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên cuộc chiến biên giới năm 1979 với hàng chục ngàn dân quân đang ngã xuống dưới mũi súng giặc Tàu. Và một ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng và bè đảng của ông ta sẽ phải trả lời trước tòa án công lý và lịch sử về hành vi bán nước. Ngày ấy cũng không còn xa. Cuối chương trình sẽ là tiết mục thi ca yêu nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn. Tuần này nói về nhạc sĩ Trúc Hồ, Lời Kinh Việt Nam. Mời quý thính giả đón theo dõi. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của bà Ngọc Việt tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Đồng thời, để vinh danh bà Nguyễn Thị Bé Hai, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Sự đàn áp dã man của lực lượng công an, giáo dân huyện Quỳnh Lưu đã tạm ngưng cuộc tuần hành đến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để đòi bồi thường thiệt hại vì thảm họa Formosa. Theo lời kêu gọi của giám mục Nguyễn Thái Hợp, thì đoàn biểu tình đã đồng ý trở về nhà và chỉ để một mình linh mục Nguyễn Đình Thuộc đến tòa án Kỳ Anh nạp đơn kiện đòi bồi thường cho người dân huyện Quỳnh Lưu. Cần nhắc lại là vào hôm thứ Ba, sau khi quyết định đi bộ đến Hà Tĩnh, đoàn tuần hành đã bị hàng ngàn công an mật vụ chặn đánh dã man trên đường, kể cả dùng lựu đạn cay để trấn áp, khiến những người bị thương nặng. Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng bị đánh đến phun máu. Khi được hỏi về cuộc tuần hành, ông Trương Phục Ninh, Phó Tổng Giám đốc Formosa Hà Tĩnh thừa nhận là có nhiều người dân không hề được bảo quyền Việt Nam bồi thường, do đó đã xuống đường phản đối. Tuy nhiên, ông Ninh lại chụp mũ cho là có một số người lợi dụng thảm họa này để xuống đường gây rối. Như tin đã loan vào hôm qua, cảnh sát Mã Lai đã chặn bắt được hai phụ nữ đã thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh em cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Điều bất ngờ là một phụ nữ đã nhập cảnh vào Mã Lai bằng sổ thông hành Việt Nam với tên Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định. Theo loan báo của cảnh sát, thì bà Hương bị bắt tại phi trường Kuala Lumpur vào sáng hôm qua. Trước đó thì báo chí Mã Lai đã loan tin là hai phụ nữ đã bị chặn bắt trên đường đào thoát bằng xe hơi và thừa nhận họ là điệp viên của Bắc Hàn được gửi sang Mã Lai để thi hành kế hoạch ám sát ông Kim Jong Nam. Ngay sau khi thế giới loan tải tin trên, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cho biết là chưa nhận được thông báo từ cảnh sát Mã Lai, nhưng khẳng định là xin trích không thể có công dân Việt Nam nào mang hộ chiếu giả, hết trích. Tù nhân chính trị Đoàn Huy Chương đã về đến nhà sau khi mãn án 7 năm tù, nhưng hiện ông đang bị giám sát chặt chẽ không thể đi lại được vì không còn một mảnh giấy tùy thân. Ông Đoàn Huy Chương, một thành viên sáng lập phong trào lao động Việt, cho biết là công an đã áp giải ông về nhà vợ tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh vào lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 2 vừa qua và ra lệnh cho người cha vợ phải giám sát. Nếu có gì xảy ra sẽ bắt giam người cha vợ. Không những thế mà hàng chục công an cũng lảng vảng trước tư già. Ông Chương cho biết ngay từ sáng sớm ngày thứ Hai, công an đã áp giải ông lên xe. Vì thế vợ ông và bạn bè đã đón hụt khi kéo đến cổng trại giam Z30A ở Xuân Lộc. Ông nói thêm là cho dù không bị giám sát thì ông cũng không thể bước ra khỏi nhà vì bị tịch thu tất cả giấy tờ tùy thân và có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào với một tội danh mơ hồ nào đó.
Thứ trưởng Công an Việt Nam Bùi Văn Nam đã đích thân vào Huế để chỉ huy hệ thống bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Huế vào cuối tháng này. Theo loan báo của hai bên Việt-Nhật thì chuyến viếng thăm sẽ kéo dài một tuần, chủ yếu là tại cố đô Huế. Cần nhắc lại là sức khỏe của Nhật Hoàng Akihito rất suy yếu và ngài đã nhiều lần đề nghị được thoái vị nhưng quốc hội và người dân Nhật không chấp thuận. Đặc biệt là trong hiến pháp Nhật cũng không có điều khoản này. Trong cuộc bầu cử các hội đồng thành phố địa phương vào hôm qua, đương kim đô trưởng Jakarta vẫn dẫn đầu về số lượng phiếu bầu, bất chấp các cuộc biểu tình rầm rộ của phe Hồi giáo vào cuối năm ngoái, với cáo buộc là ông này đã phỉ báng kinh Koran. Theo kết quả sơ khởi thì ông Basuki Panama, một người gốc Hoa theo đạo Tin Lành, đã chiếm được 44% số phiếu và đánh bại hai ứng viên sáng giá khác là cựu Bộ trưởng Giáo dục Anis Baswedan và con trai của cựu Tổng thống Yudhoyono. Cần nhắc lại là ông Panama, 50 tuổi, có biệt danh là Ahok, rất được lòng dân chúng vì lập trường chống tham nhũng của ông. Ông cũng thực hiện nhiều dự án cải tổ thủ đô Jakarta, mang lại bộ mặt khang trang cho thành phố có mật độ dân cư lớn. Và năm ngoái, ông bị kiện ra tòa với cáo buộc đã phỉ báng kinh Koran, khi tuyên bố là một số đối thủ theo đạo Hồi đã trích dẫn sai kinh Koran để kêu gọi dân chúng không nên bỏ phiếu cho một kẻ ngoại đạo. Thưa quý thính giả, như tin đã loan, anh Đoàn Huy Chương, một trong những thành viên sáng lập phong trào lao động Việt, vừa được thả sau 7 năm trong lao tù Cộng sản. Qua chương một câu chuyện thời sự, mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Quang Nam với anh Đoàn Huy Chương, nhà tranh đấu cho giới công nhân Việt vừa mãn hạn tù. Vâng, xin nhận lời cho anh Quang Nam. Xin chào anh Đoàn Huy Chương. Dạ, xin chào anh Đoàn Huy Chương. Vâng, thưa anh Chương, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi anh đó là sau 7 năm bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ thì sức khỏe và cảm giác của anh ra sao khi mà anh được thả, thưa anh? Dạ, nói về sức khỏe thì bây giờ cũng chưa biết được, bây giờ cũng chưa đi khám sức khỏe, chưa có thời gian để đi khám sức khỏe, cho nên là cũng chưa biết trong người có bệnh gì không. Vừa thì cũng chưa có nói được, còn về được thả về cái cảm xúc như thế nào thì trước tiên thì được ra khỏi cái chốn lao tù và được gặp vợ con thì đó là một niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi được gặp được vợ và con, rồi được gặp những anh em ở đây. Trong suốt 7 năm qua đó thì anh đã ở các trại giam nào, và nhìn chung đó thì điều kiện sinh hoạt của anh ở trong đó ra sao, và có sự kiện nào đáng tiếc xảy ra đối với anh không, thưa anh? Dạ, nói về ở những trại giam nào thì trước tiên thì họ bắt vào ngày 13/2/2010 thì họ bắt ở Trà Vinh, thì họ đưa về D34 Bộ Công an ở Nguyễn Văn Cường. Sau khi có kết luận và cáo trạng thì họ chuyển về Trà Vinh, và khi xử ở Trà Vinh lần thứ nhất, lần thứ hai xong thì họ chuyển lên Đồng Tháp. Khi mà chuyển lên Đồng Tháp xong thì họ chuyển lên Cam Bộ của trại giam Xuân Lộc, ở đó được một thời gian là chuyển một trại của trại giam Xuân Lộc, chuyển một trại một thời gian là chuyển ra K2 của trại giam Xuân Lộc. Còn về nói về có bị cái gì không hay có những sự kiện gì không thì tôi cũng xin trả lời như thế này, là khi mà ở trại D34 của Bộ Công an, lúc đó thì họ đưa tôi xuống cái khu giam riêng, tức là gọi là khu mà cách ly ra, tôi chỉ sống ở dưới đó một mình một. Rồi khi mà đến trại giam Trà Vinh thì trong cái thời gian mà tụi tôi ở đó để chờ xử lại phúc thẩm thì tụi tôi đấu tranh đòi những cái quyền lợi của mình, thì họ cắt không nuôi tôi, họ không cho gia đình tôi gặp một thời gian, trong cái thời gian cắt không nuôi họ cho không cho gia đình gặp. Và khi mà tụi tôi vẫn tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình thì họ đưa chúng tôi lên Đồng Tháp, nói rõ hơn là đưa tôi với anh Hùng lên trại giam Đồng Tháp. Thì tức là bây giờ nó là trại giam Phước Hòa, mà khi lên đến trại giam Phước Hòa thì tôi và anh Hùng bị đánh rất là dã man. Những cái công an trại giam đó họ cho những người hình sự đánh tụi tôi chuyển lên chuyển xuống. Thưa anh đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án 7 năm tù chỉ vì anh đã đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, và đặc biệt đó là các công nhân ở nhà máy giày Mỹ Phong ở Trà Vinh đó. Thì thưa anh nghĩ sao về cái bản án này, thưa anh? Dạ, nói về bản án thì một cái bản án đó là một cái bản án vô lý, bởi vì tôi là bản thân tôi cũng như
những khác là những người công nhân họ đứng lên họ đấu tranh, họ đòi những cái quyền lợi cho công nhân, thì đó là gọi gì là phi pháp. Trong khi đó, trong cái thời gian mà chúng tôi đấu tranh cho công nhân đó thì công ty họ đã đáp ứng những cái nguyện vọng của chúng tôi và những cái mà chúng tôi đòi hỏi thì chính đáng, cho nên công ty đã đáp ứng cho công nhân thì đó là một cái quyền lợi đáng lẽ ra chúng tôi phải được bảo vệ. Trong khi đó công đoàn của Việt Nam thì không bảo vệ được gì cho cái người lao động, mà chúng tôi là những người đứng lên đấu tranh đòi là những quyền lợi cho những người lao động trong nước và đòi hỏi những giới chủ nước ngoài họ phải tôn trọng những người lao động Việt Nam, mà họ lại cho chúng tôi là những người có tội và họ bắt chúng tôi, họ xử chúng tôi về một bản án 7 năm, 9 năm rất là nặng. Cho nên đối với tôi là đó là điều vô lý, không có gì gọi là có tội về vấn đề đấu tranh cho người lao động hết. Chúng tôi được biết đó là khi mà họ thả anh ra đó thì anh cũng không có được suôn sẻ để mà đi về nhà. Xin anh kể lại cái trường hợp mà khi họ thả anh ra được không ạ? Lúc mà khi mà thả tôi về là cái ngày 13 tháng 2, lúc 6 giờ sáng thì họ đưa tôi ra cổng để lăn tay, để đưa cái lấy ra chạy cho tôi. Khi lăn tay xong á thì họ nói là họ sẽ cho xe đưa tôi về mà họ không đưa giấy ra chạy cho tôi. Thì lúc đó tôi mới nói là có nhà tôi lên đón, để tôi ăn nhà tôi, để nhà tôi lên đón. Họ nói là nhà tôi không có ai lên hết đó, để đưa ra K1 để đưa về. Thì tôi nghe lời họ, tôi lên xe đưa ra K1, tôi nói ra K1 thả tôi xuống để gia đình tôi đón tôi. Nó không có ai, tôi nói chắc chắn gia đình tôi sẽ lên, những gia đình tôi nói là gia đình tôi sẽ lên. Thì nó thôi cứ đi ra K1 rồi lành với tờ, xong rồi gặp gia đình mày. Thì đi lên xe thì đến K1 họ không có cho tôi gặp gia đình, không cho gặp ai hết đó. Thì họ lại đưa đi thẳng về quê luôn. Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi được biết đó thì công an đã không có trả lại giấy tờ tùy thân của anh, thì việc này nó sẽ gây cái trở ngại rất là lớn cho anh để hội nhập vào cuộc sống. Thì anh có dự tính gì cho tương lai, và đặc biệt đó là trên cái con đường đấu tranh mà anh đã chọn không, thưa anh chứ? Dạ, đầu tiên á, bây giờ thì tôi dự định là tôi sẽ về cái Đồng Nai, là cái nơi mà cái hộ khẩu của tôi hồi xưa. Tôi xin lại cái chứng minh nhân dân và làm lại bằng lái xe. Bởi vì khi mà họ bắt tôi, họ lấy cái bằng lái xe và lấy giấy tờ xe của tôi cũng như là lấy cái chứng minh của tôi, đến bây giờ họ chưa trả. Còn về nói về tương lai thì tôi không thể nói trước được. Bởi vì tôi mới ra tù 7 năm tù thì nó cũng là dài. Vợ con tôi thì nó cũng xa cách tôi quá lâu. Tôi đi tù, con tôi nó còn rất bé. Bây giờ tôi muốn trước tiên là tôi phải về định nghỉ một thời gian, cũng như là ở gần con cái một thời gian rồi sau thì mới biết được. Còn bây giờ tôi không thể nào trả lời những gì nói được, cái tương lai thì tôi biết trước được mà thời gian sẽ trả lời. Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn anh Đỗ Vũ Chương và xin chúc mừng anh đã được về với gia đình, thưa anh. Dạ, tôi cũng cảm ơn quý đài. Người dân thử quyết. Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý vị theo dõi bài viết của Lý Trần Công với tựa đề Kẻ bán nước Mao quên lịch sử, người dân không bao giờ quên, sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Với hệ thống audio nào, chỉ cần bấm số 1-712-832-7123, quý thính giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Không gì bằng thầy hiểu trò, cha hiểu con. Đặng Tiểu Bình tuyên bố, Cộng sản Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho chúng một bài học. Và bài học đắt giá đó đã bắt đầu lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979. Lực lượng bộ binh Trung Cộng với khoảng 120.000 quân bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Mở đầu là pháo, tiếp theo là xe tăng và bộ binh. Các tỉnh Lào Cai, Mường Khương, Cao Bằng, Lạng Sơn và Móng Cái nhanh chóng thất thủ. Quân Trung Cộng đi tới đâu là thực hiện nhiều hành động giết chóc, đốt phá, hãm hiếp tới đó. Trong cuộc chiến này, tội ác của giặc Tàu giết hại thường dân Việt Nam rất dã man kinh hoàng. Tại thôn Đồng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, lính Trung Cộng đã dùng búa và dao giết 43 người, gồm 21 phụ nữ và 20 trẻ em. Trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc rồi vứt hai bên bờ suối. Còn tại pháo đài Đồng Đăng, nơi có một đại đội biên phòng Việt Nam đang chiến đấu và gần 300 người dân đang trú ẩn trong hầm. Sau 3 ngày chiến đấu ác liệt với giặc, bộ đội trong pháo đài đã hy sinh gần hết. Những người còn lại rút vào cố thủ trong pháo đài và bắn qua lỗ cho may. Đến ngày thứ tư, lính Tàu thả bộc phá và khí ngạt vào hang, khiến toàn bộ gần 400 người, cả dân và quân thiệt mạng. Trận chiến biên giới phía Bắc năm 1979 chống lại sự xâm lăng của ông Bạn Vàng Bốn Tốt của Đảng đã khiến cho 50.000 dân quân Việt thương vong,
Sau khi kết thúc chiến tranh, Trung Cộng chiếm đóng khoảng 60 km vuông lãnh thổ có tranh chấp mà Việt Nam kiểm soát trước khi chiến sự nổ ra. Tại một số nơi như khu vực quanh Hữu Nghị Quan gần Lạng Sơn, quân Trung Cộng chiếm đóng các lãnh thổ không có giá trị quân sự nhưng có giá trị biểu tượng quan trọng. Tại các nơi khác, quân Trung Cộng chiếm giữ các vị trí chiến lược quân sự làm bàn đạp để từ đó có thể đánh Việt Nam. Sau này Việt Nam mất thêm núi Lão Sơn, Hà Giang, Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, một số đảo ở Trường Sa. Từ năm 1979 đến 1989, Trung Cộng cũng thường xuyên tấn công biên giới, khiêu khích vũ trang, lấn chiếm, phá hoại phòng tuyến bảo vệ biên giới, tung gián điệp, thám báo, biệt kích vào nội địa, kích động các dân tộc thiểu số dọc biên giới Việt-Trung ly khai, xây dựng cơ sở vũ trang, gây bạo loạn. Từ cuối năm 1980, Trung Cộng hỗ trợ tàn quân Pol Pot lập căn cứ ở Đông Bắc Campuchia, lập hành lang Tây Nguyên, Campuchia, Thái Lan, v.v. Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ là đảng duy nhất trên thế giới vong bản, mãi quốc cầu vinh, tư duy thần phục thích làm nô lệ cho ngoại bang, nhận kẻ thù truyền kiếp là cha và coi nhân dân như kẻ thù. Cuộc chiến biên giới 1979, khói súng chưa kịp tan, người chết chưa yên mồ, thì năm 1990 tại Thành Đô, Cộng sản Việt Nam một lần nữa bán rẻ danh dự dân tộc, lãnh thổ quốc gia cho ngoại bang, để mong được trường trị. Và cũng từ đây, kế sách thôn tính Việt Nam của Trung Cộng là âm thầm lặng lẽ, từ từ như tầm ăn dâu, khéo như dệt lụa Hàng Châu, êm như thảm nhung Thẩm Quyến, theo thể thức diễn tiến hòa bình. Làm cách nào để người dân Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng người Tàu không cướp nước Việt mà chính người Việt Nam tự mình dâng nước và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa. Với sự tiếp tay đồng lõa của Cộng sản Việt Nam, kế hoạch mềm thôn tính Việt Nam của Trung Cộng đã từng bước thành công. Chưa lúc nào như lúc này, dân Tàu tràn lan khắp toàn cõi Việt Nam. Họ ngang nhiên xem Việt Nam như là một tỉnh thuộc Trung Quốc và xem người dân Việt chẳng khác gì công dân hạng hai, phải hầu hạ, phục dịch thượng khách. Cả nước Việt Nam bây giờ tràn ngập hàng hóa, máy móc tàu, thực phẩm độc hại của tàu, ô nhiễm không khí do công xưởng của tàu xả ra, ô nhiễm sông suối ao hồ đã có nhiệt điện, nhà máy giấy, công ty phân bón của tàu. Thảm họa môi trường biển đã có Formosa, cũng của người Hoa. Chữa bệnh bốc thuốc đã có lương y Trung Quốc. Chỉ còn thiếu người Việt nói tiếng Tàu như tiếng mẹ đẻ nữa là công cuộc Hán hóa sẽ thành công. Sau chuyến đi sang Bắc Kinh tháng 1 vừa qua của kẻ cầm đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng, giờ đây đảng đã biến thành một tập đoàn công an trị tàn bạo, dã man với chính đồng bào của mình. Ngày 14 tháng 2, cả ngàn người dân thuộc giáo xứ Song Ngọc do Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục dẫn đầu đã thực hiện chuyến khởi kiện Formosa đầy gian khổ và thử thách. Nhà cầm quyền Nghệ An nhận lệnh từ Trung ương, đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, giao thông, công an các loại, kể cả côn đồ. Rất đông bao vây đoàn người đi nộp đơn khiếu kiện Formosa. Giới chức cầm quyền đã ra tay bắt bớ, đàn áp, dùng đá ném, dùng đạn bắn vào dân. Máu người dân đã đổ không bởi giặc ngoại xâm, nhưng do bàn tay giặc nội xâm Cộng sản Việt Nam. Cho dù bị đàn áp dã man, nhưng Linh Mục Nguyễn Đình Thục vẫn hô lớn. Một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi, thì một tuần sẽ đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta là quan trọng, và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau này. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên cuộc chiến biên giới năm 1979, với hàng chục ngàn dân quân đã ngã xuống dưới mũi súng giặc Tàu. Và một ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng và bè đảng của ông ta sẽ phải trả lời trước tòa án công lý và lịch sử về hành vi bán nước. Ngày ấy cũng không còn xa. Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Thiên ca yêu nước. Hồ lời kinh Việt Nam. Trúc Hồ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha là nhạc sĩ Trúc Giang, vượt biên qua Mỹ năm 1981. Dù được xem là doanh nhân thành công, anh vẫn ấp ủ ước mơ dùng nghệ thuật để phục vụ quê hương khổ đau và phát triển nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Là một nhạc sĩ trẻ,
anh đã yêu như bao nhiêu người trẻ khác đã yêu. Cảm nghiệm tình yêu của Trúc Hồ khởi đầu có phần bi đát. Tình yêu là vết dao đâm vào tim. Tình yêu là những nhát roi bầm tím. Tình yêu là đóa hoa nhưng nhiều gai. Tình yêu là nỗi mê say trong đời. Biết thế, nhưng anh vẫn mê say, vẫn yêu và yêu say đắm. Vì anh đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của tình yêu như một dân hiến thủy chung. Tình yêu là khát khao mong gần nhau. Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng. Tình yêu là chết cho người mình yêu. Tình yêu là sống cho nhau muôn đời. Tình yêu dành cho người yêu da diết như thế, thì tình yêu dành cho quê hương và dân tộc lại càng tha thiết hơn. Trúc Hồ đã cảm thấy lòng se thắt trước tình cảnh dân Việt phải lìa xa quê hương, sống kiếp lưu vong. Ngày nào Việt Nam tan tóc, đời ta chim xa bầy, nặng nề xoải đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá, là thời thuyền ghe chết đuối, biển sóng gió tơi bời, nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan. Người Việt bỏ lại sau lưng quê hương yêu dấu, chấp nhận sống lang thang nơi đất khách quê người, bởi lẽ Việt Nam hôm nay đã bị nhuộm đỏ, không còn đất sống. Bầu trời nghìn năm bao la, đời vẫn cứ lao tù, người vì tự do cứ đi, đi hoài dù không hề tới. Việt Nam không còn đất sống, nên dân Việt già trẻ lớn bé đều phải bỏ xứ ra đi, trên đường vượt biên. Một số người may mắn đến bến tự do, nhưng biết bao người đã vùi thân trong lòng biển cả. Người khác, đặc biệt là các em nhỏ bơ vơ không cha không mẹ, đã bị nhốt trong các trại cấm, tay ngửa sinh tình người, làm cho Trúc Hồ cảm thấy đứt ruột. Khi con tim thế nhưng chưa thờ ơ, chưa lạnh lùng, thì cùng nhau đêm nay hát lên lời hát chung. Cho em tôi héo hon, đang ngửa tay xin tình người. Dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi. Trong khi Trúc Hồ dùng âm thanh thương cảm cho người Việt xa xứ và các em nhỏ tại trại cấm, thì tại quê nhà, bao thanh niên thiếu nữ cũng đang ngậm đắng nuốt cay chỉ vì yêu nước, dám lên tiếng chống ngoại xâm, mà phải chấp nhận tù tội một cách bất công và bất nhân. Trúc Hồ đã mượn lời thơ Hạ Huyên bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với những người trẻ Việt Nam yêu nước. Thấy em thấp thoáng áo mẹ về, tà áo dài trắng mẹ mây, nếp áo quê hương, quê hương của mình giờ đây từng mặn đời nghiệt oan, giữa dòng đời ngột ngang nhưng chiếc áo vẫn chỉnh nguyên một nụ cười. Phương Uyên Nguyên Kha, áo trắng quê mẹ giờ trên đôi vai em. Từ lòng ngưỡng mộ những người trẻ yêu nước, Trúc Hồ cũng không giấu nổi sự cảm phục đối với những chiến sĩ dân chủ khác đang can đảm trực diện với bạo quyền tại quê nhà. Ừ.
cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn. Tháp đôi vai gồng gánh nỗi bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lặn, hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình. Đây là một cuộc đối đầu khó khăn và trường kỳ, bởi lẽ kẻ thù là những phần tử tha hóa, đã đánh mất chất người, con tim bị hóa đá, trở thành vô tâm vô cảm. Một đời cha hy sinh bên xương máu đệ huynh, một đời anh nghe chưa an thân sao nổi nhục binh, chờ cuộc sống bao dung, chờ mặt đất hoang ca, chờ đợi mãi, lao đao lòng gỗ đá. Từ nỗi xót xa về những bất hạnh của cuộc sống lưu vong, đến những thao thức về những nỗi oan khiên chất ngất tại quê nhà, và lòng ngưỡng mộ đối với các chiến sĩ dân chủ, Trúc Hồ như thể hóa thân. Từ một nhạc sĩ dịu hiền, Trúc Hồ đã xuất hiện như một chiến sĩ can cường, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, kêu gọi toàn dân Việt đứng lên làm lịch sử. Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng giờ, hãy đứng lên, đừng nên lo sợ, ta thề không phản bội quê hương. Việt Nam ơi, Bắc Trung Nam cùng nhau một lòng, hãy đứng lên đập tan bảo tàng, ta thề không nô lệ ngoại bang. Đứng lên làm lịch sử chính là đáp lời sông núi, là nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, nắm chắc tay nhau đập nát bạo quyền. Theo bước tiền nhân giành lại quê hương đã bị cướp mất. Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính. Ta ngày hôm nay sẽ là ngọn lửa thiêng đi soi khắp muôn miền. Ta theo gót tiền nhân 4.000 năm hiển linh, đoàn kết toàn dân thay vận mình nước Nam. Quyết giành lại quê hương không chỉ là lời kêu gọi mà là một sứ mệnh. Đó là sứ mệnh cứu nguy Tổ quốc đang lâm nguy trước nội thù và ngoại xâm. Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc cùng dòng máu Việt Nam, đây Hưng Đạo Vương, đây Lý Lê Trần, 4.000 năm chứ một lần khuất phục ngoại xâm. Quyết bảo vệ giang san, từng tấc đất, từng cây cầu, từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương. Khép lại dòng nhạc đấu tranh của Trúc Hồ, chúng ta trầm ngâm cùng người nhạc sĩ đã hiến dâng con tim và khối óc cho quê hương đất nước, cùng cất lên lời kinh Việt Nam. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng. Ngũ quốc sĩ Minh Nguyệt và Hải Sơn, hẹn gặp lại quý thính giả trong thi ca yêu nước kỳ tới. Xin mến chào, tạm biệt. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Bé Hai, sinh năm 1952, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2016
với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.